Ngày 11 tháng 11, Công an quận Sơn Trà cho biết, Công an quận đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Toàn 1991, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thủ phạm hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản các khách sạn, quán bar trên địa bàn do Công an phường An Hải bắt bàn giao. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 8 tháng 11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại đường Nguyễn Hữu Thông Đà Nẵng, tổ tuần tra 8394 phường An Hải Bắc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, phát hiện cửa chính của tiệm ba quơ nằm trên trục đường này mở toang, bên trong không có người. Nghi vấn kẻ gian đột nhập cơ sở kinh doanh này nên lực lượng tuần tra liên lạc với quản lý của ba này để kiểm tra bên trong cơ sở. Tại tầng 1, tổ tuần tra 8394 phát hiện có thanh niên mặc áo thun đỏ có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu làm việc. Tiếp tục kiểm tra, tổ tuần tra đã phát hiện trong người đối tượng một kéo, một tuốt nơ viết trong túi quần phía trước, một ví da màu đỏ, bên trong có hơn 1 triệu đồng, 6 đô la Mỹ ở túi quần sau. Tuy nhiên, đối tượng này lại không thể trình bày được nguồn gốc số tài sản và những dụng cụ trên xuất hiện trong người. Đặc biệt, đối tượng cũng không giao tiếp được bằng ngôn ngữ thông thường, không trả lời được các câu hỏi của tổ tuần tra, chỉ ra các dấu hiệu bằng tay và điệu bộ. Lúc này người quản lý ba quơ cũng cho biết, đối tượng trên không phải là nhân viên hay bảo vệ của ba. Camera ghi lại hình ảnh Toàn đột nhập vào ba quơ trộm cắp tài sản ảnh ca. Do đối tượng không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ thông thường nên phải mời người phiên dịch ký hiệu ngôn ngữ để thông dịch. Toàn khai từ đêm ngày 7 đến rạng sáng ngày 8 tháng 11, Toàn lái xe máy lang thang vào các khu dân cư với mục đích tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Khoảng 0 giờ cùng ngày, Toàn phát hiện cơ sở ba quơ chỉ khóa của bên ngoài và không có bảo vệ trông coi nên đã cất xe máy ở một đường nhỏ gần đó rồi đi bộ đến cửa hông của ba, dùng dụng cụ bẫy chốt cửa bung ra để trộm cắp tài sản. Tiếp tục đấu tranh, Toàn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác, phần lớn là tại các khách sạn, ba trên địa bàn quận Sơn Trà. Số tiền bán tài sản trộm cắp được, Toàn đều nướng vào các quán ba và tiêu xài cá nhân.